Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện tiên hiệp Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách, Nhóm Dịch, Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tầm 158 của bộ truyện này. một hồn một phách người dịch độc hành tiền bối hứa hẹn như vậy đương nhiên là tốt bất quá hết thảy vẫn nên chờ bản bối khải hoàng quay về rồi tính sau thẩm lạc cười đáp cũng tốt không biết người định chui vào xào huyệt ma tộc ra sao ngưu ma vương hỏi trên người vạn bối có một kiện pháp bảo có thể giúp cho ta che giấu khí tức lặng lẽ trốn vào bên trong xào huyệt của ma tộc sau đó cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến thẩm lạc đáp lúc trước vì giúp người trấn áp ma khí Sivu ta phong định hải châu vào trong thức hải người trước mắt ta truyền cho người một môn luyện hóa thuật đặc thù có thể giúp cho người triệt để luyện hóa châu này bằng vào châu này người có thể hoàn toàn ẩn tàng ba động thần hồn của bản thân cho dù là thái ức tiên nhân chỉ cần không có pháp bảo đặc biệt gì hoặc là tu luyện qua thần thông thần niệm đặc thù, thì khó mà phát giác được ba đồng thần thức của người. Người mà Vương nói, à, trách không được. Trong mơ hồ ta cảm thấy lực lượng thần thức của mình tăng lên, nguyên lai là dựa vào trọng bảo của tiền bối phong nhập. Vạn bối nhận lấy thì rất là ngại à. Thẩm lạc nghe, cảm thấy kinh ngạc. Vốn bao đáp ân tình người cứu vớt Hồng Hài Nhi, cho nên người không cần lo. Châu này còn có dịu dụng khác ta không nói với ngươi. Sau này ngươi sẽ tự mình phát hiện ra. Ngưu Ma Vương nói tiếp. Nói xong, hắn bắt đầu truyền âm cho thẩm lạc, truyền thụ cho thẩm lạc phương pháp luyện hóa. Xin đa tạ tiền bối. Thẩm lạc ôm quyền. Thẩm đạo hữu, lần này đi hung hiểm, ta không có gì tốt cho ngươi. Chỉ có một mệnh lông cáo này tặng cho ngươi. Tác dụng cũng không quá đặc biệt có thể giúp người huyện hóa thần hình ba lần. Chỉ cần người nắm rõ ba đồng khi tức kẻ muốn huyện hóa ra là có thể biên hóa giống như đúc. Trong vòng một canh giờ không có bất luận sợ hở gì. Cho dù là thay ức tiên nhân cũng vô pháp phát giác ra. Vạn tuế hồ vương nói cổ tay xoay chuyển. Trong lòng bàn tay nhiều thêm ra một lông cáo màu vàng nhạt đưa tới. Xin đa tạ. Thẩm lạc lập tức nhận lấy sử dụng phương pháp này cùng với huyện hóa thuật bình thường không khác biệt quá lớn. Tay nắm chặt lông cáo, trong lòng nghĩ đến muốn biên hóa thành bộ dáng, dáng vẻ cùng khi tức ba đồng một người, lại lấy pháp lực thôi động là được thôi. Vạn tuế hồ vương dặn dò, vạn bối xin ghi nhớ, thẩm lạc gật đầu. Nói rồi, hắn dời ánh mắt về thanh mãn, mở miệng nói. Làm phiền tiền bối chê tác cho ta một chiếc thất bảo linh lung đăng. Cần nửa canh giờ Thanh mãn gật nhẹ đầu đáp Vậy bây giờ vạn bối đi luyện hóa định Hải Châu Nghỉ ngơi một chút Thẩm lạc cười nói Thanh mãn đi đến bên cạnh Ngọc Diện công chúa chuyển thế Tay lật một cái Trong tay nhiều thêm ra một đóa bạch liên hoa Một tay khác nhổ một cọng tóc trên đầu của nữ tử Đầu ngón tay khẽ quấn Lại điểm mì tâm nàng Chợt có một đạo bạch quang mông lung Từ đó dẫn ra và phủ trên tóc đen. Sau đó, hắn lấy từ trong tay áo một cây đèn màu trắng, bỏ tóc đen cùng bạch liên kia vào, bắt đầu tay kết pháp quyết, miệng tụng chú ngữ, độ nhập pháp lực vào trong cây đèn. Thẩm lạc cũng khoanh chân ngồi, bắt đầu dựa theo pháp quyết ngưu ma vương truyền để luyện hóa định Hải Châu. Trong thức hải của hắn, định Hải Châu vẫn như trước, minh nguyệt treo trên bầu trời, phong thích ra quan trạch nhàn nhạt. Nhưng khi pháp lực của hắn bắt đầu quấn quanh trên đó, ý đồ luyện hóa, quan trạch Minh Châu lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Cơ hồ trong nháy mắt, loại quan mang này chiếu đầy thức hải của thẩm lạc, giống như một trận thanh phong gột trữa qua, khiến cho tất cả ô trọc trong thức hải của hắn bị quét sạch xanh xanh. Cả người cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập trạng thái không minh. Trong lòng của thẩm lạc có chút rung động, mặc dù trong mộng cảnh tư chất tuyệt hảo Ngày xưa hắn tu hành cũng nhiều lần tiến nhanh vào loại trạng thái này, cho nên mới có tốc độ tu hành cực nhanh. Giống như vậy, lần này hầu như không cần khí phí lực là có thể lập tức nhập định, khiến hắn cảm thấy thập phần mỹ diệu. Theo quá trình luyện hóa, Định Hải Châu phong tồn trong thức hải của Thẩm Lạc dần dần được giải khai, mà liên hệ giữa nó và hắn lại trở nên càng thêm chặt. Chuyện này mang ý nghĩa sau này hắn có thể toàn diện không chế món bảo vật này, lấy nó từ trong thức hải ra dùng. Trách không được, người mà vương tiền bối nói, định hải châu này còn có dự dụng khác. Trước mắt xem ra lời ấy không sai, nó còn là một kiện pháp bảo thủy thuộc tính, phẩm chất cực cao. Thẩm lạc mừng rỡ không thôi. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, thẩm lạc cùng thành mãn tuần tự hoàn thành đứng lên. Một bên khác Vết thương của ngư ma vương cũng đã được xử lý xong Sau đó cần chính hắn nghĩ biện pháp chữa thương trừ độc Khôi phục thương thế Thanh mãn nâng một cây đèn màu trắng Đi tới trước người thẩm lạc Thất bảo linh lung đăng Sợ dĩ có thể tìm dẫn hồn phách Ngoài hiệu quả an hồn định phách Dựa vào là liên hệ với thần hồn để dẫn dắt Có ngọc trì bạch liên làm cơ sở Linh quan thần hồn là lửa đèn Tóc đèn là bất đèn là có thể chế thành thất bảo linh lung đăng Người chỉ cần chờ đến phạm vi nhất định Lấy pháp lực nhóm lửa bất đèn Đèn này liền có thể cảm ứng Một hồn một phát kỳ tồn tại Lửa đèn sẽ chết về hướng đó Phạm vi này lớn bao nhiêu? Thẩm lạc hỏi Trong phạm vi ngàn trượng Càng đến gần Họa diễm càng sáng ngời Bất quá dầu thấp có hạn Thời gian có thể treo chống lửa đèn Cũng có hạn người cần phải tiến vào trong hàng ổ ma tộc trước rồi mới được dùng. Thành mãn dặn dò. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp xác định phạm vi trước, sau đó sẽ nhóm lửa thất bảo linh lung đăng. Thẩm lạc gật đầu. Còn có điều cần chú ý, thất bảo linh lung đăng vốn dựa vào ba động liên hệ giữa hồn phách để tìm kiếm, cho nên nó tản ra ba động không cách nào ẩn tàng. Yêu ma bình thường có lẽ không cách nào phát hiện ra. Nhưng người rút ra một hồn một phách của nàng Tất nhiên có thể phát giác Cho nên khi người nhóm lửa thất bảo linh lung đăng một khắc Rất có khả năng bại lộ thân hình Thành mãn lại tiếp tục dặn dò Đến lúc đó cần xem vận khí rồi Thẩm lạc nghe lòng mày câu, sau đó nhẹ gật đầu. Trong lòng cô hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần lấy được hồn phách, lập tức thị triển chân sĩ thiên lý đồn thuật, từ hắc lan sơn trốn đi đến lúc đó lại thu liễm khí tức một đường trốn về là được thẩm đạo hữu việc này xin nhờ cậy ngươi vạn tuế hồ vương ôn quyền nói người mà vương cũng quan tới thẩm lạc ánh mắt mong chờ vạn bối đi đây chư vị lặng chờ tin tốt thẩm lạc cười đáp nói rồi trên người hiện ra đồn quan thân hình lướt thẳng ra rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người tới gần chàng vạn tối thân ảnh của thẩm lạc từ trên một mảnh rừng rậm chậm rãi rơi xuống giờ phút này hăng cách hắc lan sơn bất quá chỉ khoảng trăm dặm sau khi rơi xuống đất cổ tay của hắn chuyển động trong lòng bàn tay chớp động quan mang một khối khăn tay màu vàng hiện ra mịt mờ quan mang chính là tiên thiên linh bảo mà trước đó nguyên đạo nhân cho hắn mượn thẩm lạc dựa theo pháp môn nguyên đạo nhân truyền thụ thôi động khăn gấm màu vàng khiến cho quan mang lóe lên phòng lớn gấp trăm lần, bao bọc quanh thân. Thân hình của hắn chui xuống phía dưới, cả người trong nháy mắt tiến vào trong lòng đất. Chung quanh hắn bao phủ hoàng quang, mặc dù cùng đại địa đụng nhau, lại giống như không bị đất đá ảnh hưởng. Trong lòng của hắn mặc niệm một chữ tật, thân thể bỗng nhiên lao tới. Trong lòng đất phi độn cực nhanh, tốc độ không chậm hơn so với phi hành. Ước chừng mấy chục giây sau, thẩm lạc đột nhiên từ trong lòng đất chui ra, trực tiếp lọt vào trong một khe nứt lòng đất to lớn. Thân hình rơi xuống hơn 10 trượng, rơi vào trên một thềm đá uống lượng. Chương 776 Răng dạy Thẩm lạc chưa kịp đứng vững, đã nghe bên trên có âm thanh truyền đến, lập tức thôi động khăn gấm màu vàng, thân thể co rút, trốn vào dưới thềm đá. Cùng lúc này, tâm niệm của hắn khẽ động, thôi động định Hải Châu che giấu ba đồng khí tức, dựng thẳng hai tay lên, cẩn thận lắng nghe. Chốc lát sau, một trận tiếng bước chân nặng nề tạp nhạp từ mặt đất truyền đến, hai yêu tộc một trước một sau từ bên trên đi xuống. Người có nghe không? Lần này hắc cốt đại vương ra ngoài, nghe nói cũng không lấy được nửa điểm chỗ tốt, còn bị ngưu ma vương đánh gãy nửa thân thể, ai, à, thật đúng là mất cả chị lẫn chạy. Trong đó một yêu vật mở miệng nói từ hồ còn cười trên nỗi đau của người khác. Người thật đúng là không sợ chết, dám chỉ trích sau lưng của hắc cốt đại vương, không sợ hắn ta phá hủy xương cốt của người ư. Một yêu vật khác cẩn thận hơn mở miệng nhắc. Sợ cái gì chứ? Người cũng sẽ không tô giác ta. Lại nói hắc cốt đại vương trước mắt không có ở lại hắc lan sơn này. Nói không chừng, giờ phút này đang trước mặt của tôn giả chịu tội rồi. Đầu yêu vật trước vẫn thấy chết không sờn, nói tiếp. Vậy cũng đúng à Tất cả bọn họ đều rời đi Nhưng lưu lại hai anh em chúng ta Ở chỗ này chịu khổ không nói Còn phải chịu cái tên hắc quật kia Ai à, da à. Yêu vật kia thở dài Dời đi rồi sao Thẩm lạc nghe trong lòng hồ nghi Hắc cốt đại vương Luôn luôn hà khắc với yêu tộc chúng ta Hắc quật dưới tay hắn càng thêm trầm trọng Trong chúng ta Trừ mấy kẻ tu vi hơi cao Còn có mặt mũi để mà lăn lộn Người với ta chỉ là dạng tiểu lâu tiểu la Còn không bằng con kiến bên chân người ta à, Người nói cũng rất là đúng Chúng ta tìm ma tộc nương tựa Không phải là cầu cái sống tạm Ở trên thế gian này ư Trước mắt vẫn ăn bữa hôm nay Mà lo bữa ngày mai Lúc nào cũng lo bị bọn hắn xuất ra Làm pháo hồi thì không nói Còn phải lo lỡ mất tập trung Liền để những ma tộc kỳ tiện tay nghiền sát Đúng là bị khuất Còn không bằng quay trở về Tìm đại yêu khác nương tựa đi một đầu yêu vật thở dài Phiền muộn nói Bây giờ muốn quay về Rất là khó đó Những đại yêu kia từng kẻ quy hàng Hoặc là trốn tránh không có dám ra Ta chạy đi tìm ai Sớm muộn gì cũng bị ma tộc bắt Người ma vương dạng yêu vương này Cũng không có chịu ra mặt Còn có ai có thể che chở cho chúng ta chứ Một đầu yêu vật cười khổ lên tiếng nói Nói rồi Hai yêu ma đều trầm mặt Sau một lúc lâu đều trầm miệng một lời nếu tệ thiên đại thánh vẫn còn Là tốt rồi Nghe tiếng bước chân hai tiểu yêu nặng nề Dần đi xa Thẩm lạc từ trên thềm đá chậm rãi đi ra Đi vào hướng bên trong Thềm đá uống lượng Một đường kéo dài xuống bên dưới Bốn phí cách rất xa mới có một đoạn sáng Thẩm lạc mờ hồ có thể nghe Tiếng đứt quản của hai tiểu yêu phía trước Đang do dự nên xuất ra Thất bảo linh lung đăng dò xét hay không Chợt nghe phía trước truyền đến Một tiếng gầm thét Hai xúc sinh đuôi mù Muốn chết ư ừ. Ngay sau đó là tiếng hai con tiểu yêu lúc trước Không ngừng cầu xin tha thứ Để cho các người đi mua rượu Là lê mề lề mề Muốn chết sao Lại là, là một tiếng gầm thét vang Thẩm lạc cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tại nơi cuối thềm đá Thấy được một tòa đại sảnh rộng lớn trong lòng đất Bên trong bốn phía đều điểm đóng lửa Nhìn rất là sáng tỏ Trong đại sảnh đang đứng một nam tử ma tộc toàn thân đen kịch khuôn mặt tự như ác quỷ, đang nhè răng nành khiển trách hai con tiểu yêu quỳ phía trước. Bên trong là một tên đầu sinh sừng cong, dưới hàm có một túm râu dê, chính là một đầu sơn dương yêu. Còn tên kia mặt còn có vân gỗ màu da xám nâu, nhìn từ hồ là một thân cây thành tinh. Hắc quật đại nhân xin tha mạng Tha mạng à Hai người chúng ta không phải là cố ý lệ mề Đều là sợ làm ngài tỉnh rượu Lúc này mới không dám điều quá nhanh ngại cho tức giận thả thứ cho chúng ta đi hai tên tiểu yêu dập đầu như giả dạ tỏi về đại yêu hiển nhiên e ngại đến cực điểm nhưng cho dù là vậy nam tử ma tộc vẫn nộ khí không giảm nâng lên một bàn tay trong lòng bàn tay ngừng tụ ra một đoàn sương mù màu đen phóng về con sơn dương yêu tộc thấy như vậy sơn dương yêu tộc lập tức bị dọa cho bể mật gần chết rung giọng nói hắc quật đại nhân xin tha mạng à Kêu to cái gì Người hút ma khí này của ta đi Có lẽ còn có cơ hội ma hóa Ngày sau không cần làm những việc tạp dịch tì tì này Nam tử ma tộc tên là Hắc Quật Cười nhạo một tiếng khinh thường nói Hắc Quật đại nhân Chúng ta đều biết Không phải ai đều có thể ma hóa bản nhất ma khí không tinh khiết Hoặc là thể phát quá yếu Không chịu đựng được quá trình ma hóa sẽ mất mạng ngay Cầu xin ngài tha cho ta đi Sơn Dương Yêu cơ hồ khóc nức nở Cầu khẩn nói một tin bên cạnh chỉ có thể cúi người nằm trên đất không ngừng run rẩy căn bản không dám nói giúp nửa câu làm cho sơn dương yêu không nghĩ đến chính là một câu kia triệt để chọc giận hắc quật người ngụ ý là ma khí của ta không có đủ tinh thuận hắc quật cười lạnh một tiếng hỏi không dám không dám là thể phách của ta yếu đuối chịu không có nổi sơn dương yêu tự biết mình thất ngôn vội vàng giải thích nó còn chưa nói xong Hắc quật đã mệt mỏi nó ồn ào Trong tay tản ra ma khí giơ ra một chưởng chụp xuống đỉnh đầu của Sơn Dương Yêu Dừng tay Đúng lúc này một tiếng quát chói tai truyền đến Hắc quật nghe thì sững sờ ngẩng đầu nhìn Liền thấy một bóng người từ trên cầu thang đi xuống Thần tình trên mặt hắn biến đổi Lập tức đổi thành một bộ dáng nịnh hót Chạy chậm đến nghênh đón Đại vương Hắc quật chạy tới trước cung kính kêu trước người gã giờ phút này đang đứng một bộ xương màu đen xương cốt trên thân có nhiều vết nứt khi tức nhìn bất ổn rõ ràng là hắc cốt đại vương đầu lĩnh ma tộc lúc trước tập kích tại tích lôi sơn lúc này ngài không phải ở tại hắc môn sơn bên kia ư, ừ? sao lại qua đây hắc quật thấy đối phương không nói gì trong lòng hơi nghi hoặc cẩn thận dò hỏi người trước mặt đương nhiên không phải là hắc cốt mà là thẩm lạc lấy lông cáo biến thành Trước đó đã đánh qua mấy lần Hắn có chút quen thuộc với dùng mạo và khi tức bộ xương đen Cho nên huyện hóa thành bộ dáng của nó Ta đi nơi nào Cần ngươi đến khoa tay mũi chân ư ừ. Cả ngày không có làm chính sự Lại so đo cùng những tiểu lâu la Ngươi còn có tiền đồ gì Thẩm lạc hừ một tiếng nói Đại vương dạy đúng là thuộc hạ sai Hắc quật lập tức cúi đầu nhận sai Hai tên tiểu yêu nghe được thanh âm của hắc cốt bị dọa cho căn bản không dám động đậy. Trong lòng ngay cả cảm xúc cười trên nỗi đau của người khác cũng không dám sinh ra. Hai nghiệt xuất các người, còn không mau cút đi. Lưu lại nơi này chứng mắt ta ư. Ừ. Thẩm lạc chửi mắng một câu. Hai tên tiểu yêu nghe như được đại xá, vậy mà cúi đầu thật thấp chạy về bên thềm đá. Trong lòng thẩm lạc thầm than một tiếng, nhìn hắc quật rồi nói. Cũng đã lâu, chuyện nơi đây còn chưa xử lý xong ư. Ừ. Hắc quật nghe trong lòng rung lên có chút chần chừ đáp. Đại vương, huyết trì này xây dựng ở đây nhiều năm, dọn dẹp thật sự có chút khó. Hai ngày qua, thuộc hạ một mực không dám lãnh đạm, chỉ là muốn hoàn thành, còn cần mấy ngày. Chương 777 Tiến về Hắc Mông Sơn Thẩm lạc nghe Hắc Quật nói như vậy, trong mắt chớp lên quỷ hỏa, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai, like, những yêu ma này mới dọn đi chỉ có hai ngày. Theo hai tên tiểu yêu kia nói, bọn chúng dọn đi đến Hắc Mông Sơn. Thẩm lạc suy tư thật lâu, cũng không thể nhớ đó là nơi nào. Đi đi, chuyện nơi này giao cho đám thuộc hạ làm được rồi. Người cùng ta quay trở về Hắc Mông Sơn một chuyến. Thẩm lạc ho nhẹ hai tiếng, mở miệng phân phó. Quay trở về Hắc Mông Sơn? Không ổn, đại vương à? Tôn giải trước khi rút đi đã thông báo dấu vết huyết trị nơi này nếu không có dọn sạch không được phép rời đi hắc quật nghe vội vàng khoát tay đáp đừng quên tôn giả của người vẫn là cấp dưới của ta quỷ hỏa trong mắt của thẩm lạc co rút lạnh giọng nói hắc quật rất quen thuộc động tác này thường thường lúc hắc cốt đại vương tức giận sẽ giống như vậy ngài đương nhiên là ngài nếu ngài muốn ta quay về vậy tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi thù hạ đương nhiên cùng ngài quay trở về Chị tốt, chị bất quá, tồn giả bên kia. Hắc quật vội vàng nói. Bên kia người không cần bận tâm, ta tự xử lý. Ngữ khí của thẩm lạc hơi chậm nói. Xin tuần mệnh. Hắc quật lập tức đáp. Được rồi, bớt nhiều lời đi. Xuống dưới thông báo một câu. Chúng ta lập tức khởi hành. Thẩm lạc khoát tay áo. Dạ vâng. Hắc quật lên tiếng lập tức chạy vào một đầu thông đạo bên đại sảnh. Bên trong ra lệnh sau đó Tranh Thủ Thời Gian quay trở về cạnh Thẩm Lạc. Hai người một trước một sau, dọc theo thềm đá, một lần nữa về tới mặt đất. Trên đường đi qua, Thẩm Lạc thấy huyết trì trước đó bên trong đã triệt để khô cạn, không ít nơi đã bị phá, nhưng vẫn nhìn thấy trên đó còn có từng sợi tinh tuyến thông hướng xuống dưới mặt đất. Rất hiển nhiên, phía dưới huyết trì này còn có pháp trận chèo chống, cũng không bình thường như mặt ngoài. Quay trở về mặt đất, Thẩm lạc nói với hắc quật Người hãy ngự không phi hành Ta cần điều dưỡng thương thế Hắc quật không dám chần chừ nửa điểm Lập tức vân dạ đáp Nói rồi hắn vùng tay Trước người chấp động ô quan Hiện ra một chiếc phi thuyền bằng gỗ toàn thân đen nhánh Đại vương xin mời Hắc quật nịnh nọt nói Thẩm lạc nhảy lên Rơi vào sau phi thuyền Trực tiếp khoanh chân ngồi Hắc quật thấy như vậy vội vàng leo lên phi thuyền Một tay bấm pháp quyết vận chuyển pháp lực thôi động. Phi thuyền màu đen lên cao khiến mà vân cuộn cuộn, đưa cả hai cùng lên. Chỉ thoáng một cái đã đến vạn trường không trung, sau đó ô quan đột nhiên lóe, hóa thành một đạo lưu quan bay xa. Thẩm lạc hơi ngạc nhiên, hắc quật này nhìn bất quá tu vi đại thừa đỉnh phong, thôi động phi thuyền này tốc độ không chậm hơn chân tiên. Hai người một đường phi hành hơn nửa canh giờ, ra khỏi địa giới của Hắc Lan Sơn không bao xa, phía trước liền xuất hiện một dãy núi vắt ngang trên mặt đất, thê núi uốn lượn như con rết chiếm giữ. dãy núi kia thẩm lạc cũng biết kỳ danh là du diên sơn mạch, chủ phong là một tòa cô phong ngàn trượng. ngay lúc hắn tưởng hai người bay qua ngọn núi, hắc quật lại đè thấp đầu thuyền rơi xuống chủ phong bên dưới. nơi này hẳn là hắc mông sơn. những ma tộc này đã sửa lại danh tự của nó ư? Thẩm Lạc kinh ngạc nhưng không có mở miệng hỏi. Hai người rơi xuống sân lâm, lập tức có một đội yêu binh vọt tới. Khi nhìn rõ thân phận hai người lập tức hành lễ. Thẩm Lạc ngần ngang đi vào trong miệng núi, hắc quật cũng vội vàng theo sau. Mới đi hai bước, Thẩm Lạc bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn về hắc quật hỏi. Ta đi gặp tôn giả, người cũng muốn đi theo. Trong lòng hắc quật nổi lên vẻ đăng chát, âm thầm nói một tiếng. <laughs> không phải người gọi ta theo trở về ư? Chỉ là trên miệng hắn cũng không dám nói như vậy, mà chỉ hỏi. À, vậy đại vương, người muốn thuộc hạ à? Người chờ di núi, ta gặp tôn giả xong, có chuyện muốn người đi làm. Thẩm lạc hờ hững nói. Dạ vâng, hắc quật lập tức đáp. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cảm thấy hắc cốt đại vương hôm nay từ hồ có chút không thích hợp. Thẩm lạc nhẹ gật đầu Quay người tiếp tục đi lên hắc mông sơn Chỉ để lại hắc quật đứng tại chỗ Choáng váng một trận Tiến vào đường núi khoảng 100 bước Liền thấy ven đường có một trạm gác Bên trong trấn giữ 78 tên yêu binh Nhìn thấy thẩm lạc nhào nhào hành lễ Thẩm lạc không để ý Tiếp tục đi vào bên trong Chờ đi tới một chỗ yên lặng không người Lúc này hằng mới lấy ra khăn gấm màu vàng Che giấu thân hình Sau đó chui xuống đất trực tiếp đi vào trong núi trong lòng núi thẩm lạc khôi phục diện mạo như trước quanh thân được hoàng quang bao phủ chuyển một cái trong lòng bàn tay thêm ra một ngọn đèn màu trắng bên trong đựng dầu trơn màu ngà sữa không biết là vật gì phát tán ra hương khí nhàn nhạt, nhạt, đầu ngón tay hắn vân về bất đèn một tia pháp lực đội nhập vào trong trên bất đèn lập tức cháy lên ngọn lửa sáng lên một đạo quang mang màu lục thẩm lạc cẩn thận nhìn điểm lửa đèn này trong lòng núi không có gió lửa đèn lại giống như bị gió thổi lệch về phía bên tay phải hắn lập tức dùng thổ đồn thuật đi về phía bên đó đi trong lòng núi hơn trăm trượng phía trước đột nhiên đến điểm cuối đầu thẩm lạc chui ra vách đá trước mắt xuất hiện một không gian lòng núi diện tích không nhỏ bên trong lấy lên mảng lớn đống lửa ở trong thình lình xây mười mấy tòa huyết trì to to nhỏ nhỏ nhìn bộ dáng giống như trong hắc lan sơn lúc trước thấy. Bốn phía đều đứng lặng từng cây cột màu đỏ sậm, bên trên tuyên khắc các loại phù văn, chỉ là chưa có ánh sáng sáng lên, từ hồ chưa vận chuyển. Thẩm lạc nhìn huyết trì ngay chính giữa, nơi đó đặt một hòn đá vuông màu tím đen, toàn thân tản ra tử quan oánh oánh, bên trên lại không giống quả cầu màu tím lúc trước, đương nhiên cũng không thấy bóng người bên trong. Xem bộ dáng là vừa mới di chuyển đến, phát trận huyết trì này còn chưa có vận chuyển. thẩm lạc thầm nghĩ, thấy xung quanh không có người bảo vệ, thân hình thẩm lạc từ trong vách đá xuyên ra, lập tức che đậy khí tức rơi vào trên mặt đất. trong nháy mắt rơi xuống đất, cây đèn trong tay hắn hơi chào đảo, điểm lửa bên trong như hạt đậu chập chờn mấy lần, đột nhiên lệch tới một hướng. thấy như vậy, ánh mắt thẩm lạc ngừng tụ, lập tức ném qua bên kia, liền thấy trên vách núi đá đối diện huyết trì có một cửa vào đèn kịch, thân hình hắn lập tức lóe lướt về phía bên đó. Tiến vào bên trong cửa, Thẩm Lạc đi dọc theo một đầu thông đạo vào bên trong một trăm bước, đi tới một tòa thạch thất vuông bức diện tích không lớn, bốn vách tường bên trong đều khảm nạm hình thạch, lóe lên quang mang lạnh lẽo. Hắn vừa mới đi tới chỗ cửa, Họa diễm bất đèn bỗng nhiên lóe, ngà thẳng xuống trong phòng. Thẩm Lạc thuận thế nhìn, liền thấy phía vách tường thạch thất đặt một tấm bàn đá dài, mảnh dựa vào tường. Bên trên để một cái ngọc bình lưu ly. Bên trong bốc lên sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh một ấu hồ co quắp ở nơi đáy bình. Quả nhiên là nơi đây. Thẩm lạc vui mừng, lập tức buông thần niệm quét qua thạch thất. Chương 778 Thành Linh Huyền Nữ Người dịch Phương Ngọc Vũ Thẩm lạc mắt thấy trong thạch thất cũng không có gì khác thường lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, đi tới bên cạnh bàn trà. Hắn nhìn chăm chăm con cáo nhỏ nằm trong bình, thấy nó thần sắc mệt mỏi rã rời, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao hồn phách vốn là hư vô, sau thời gian dài rời khỏi bản thể, tất sẽ dần dần suy yếu, cho đến khi tiêu tán trong thiên địa. Hồn phách ngọc diện công chúa này sau khi rời khỏi bản thể, là bị người thi pháp thao túng khẳng định đã tiêu hao nguyên khí không ít. Nếu như không mau chóng trở về bản thể, sợ rằng sẽ có khả năng tiêu tán thật sự. Thẩm lạc không chần chừ, dập tắt thất bảo linh lung đăng, đưa tay nắm lưu ly ngọc bình, bỏ vào trong tay áo. Đạo hữu, người chẳng lẽ không rõ ràng, không hỏi mà lấy là trộm cắp ư. Lúc này nơi cử thạch thất đột nhiên truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đến đây lúc nào chứ Thẩm lạc nghe tiếng giật mình Lấy lực lượng thần thức của hắn Vậy mà không thể phát giác đối phương đến gần từ khi nào À cưỡng ép hồn phát người khác Sợ đang so với trộm cắp Còn ác liệt hơn Thẩm lạc lấy lại tinh thần Cười lạnh một tiếng đáp Tầm mắt của hắn đảo qua Lúc này mới phát hiện Đứng tại cửa là một nữ tử thân hình thước tha Thân mang kim ti ngư lân giáp cơ hồ đem toàn bộ thân thể bao khỏa, phát họa ra đường cong mê người. Chỉ lộ ra một đoạn cổ thoang dài trắng như tuyết cùng hai cái tay như ngọc. Gương mặt nó có chút gầy gò, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ kim loại màu đen, tạo hình như ác quỷ, răng nành lồi ra ngoài, cùng tư thái hoàng mỹ kia tôn lên lẫn nhau. Thật sự là có mấy phần cảm giác như là xác tiên nữ. Thẩm lạc thăm dò một chút, liền phát hiện mặt nạ trên mặt nữ tử không phải là vật phàm thình linh đem lực lượng thần thức của hắn hoàn toàn ngăn cách khiến cho hắn vô pháp nhìn thấy chân diện mục của nàng hơn nữa phần nửa chính là vật này làm hắn không thể nhận ra nàng này đã đến gần ta thanh linh huyền nữ vốn là tà ma làm ra sự tình ác liệt không phải là hợp lý ư đạo hữu nếu như liều chết đến nơi này cũng không cần rời đi đúng lúc Bên trong huyết trì này đang thiếu nguyên liệu tràn đầy huyết khí như người. Nữ tử mỉa mai cười một tiếng, nói ra. Thật là có lỗi, ta tới đây không phải để cùng ngươi chém giết. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ so tài. Thẩm lạc cười ha ha, ôm quyền nói. Nói rồi hắn đưa tay, bao trùm khăn gấm màu vàng, thân hình bỗng nhiên co rút, hướng vào lòng đất chạy trốn. Ta cũng không nói là để cho ngươi đi. Nữ tử mặt nạ xưng là thanh linh huyện nữ thấy như vậy, đột nhiên giậm mạnh chân. Từ trên thân, một cổ khí lãng bàn bạc trùng kích ra, trong nhai mắt đánh gãy quá trình thẩm lạc thi pháp. Thẩm lạc bị nguồn lực lượng này đột nhiên trùng kích, thân thể lộn một vòng, đụng lên trên vách tường đằng sau. Là nàng ta. Trong nháy mắt, thẩm lạc cảm nhận cổ khí tức này, liền xác định nữ tử trước mặt chính là người ẩn thân trong viên cầu màu tím tại trung tâm pháp trận huyết trì trước đó hắn đưa tay khẽ chống vách tường, thuận thế đạp một cái. Thân hình đảo ngược mà quay lại, một quyền đập đến thanh linh huyền nữ. Trong thể nội, con pháp hoàng đình kinh cực tốc vận chuyển. Sau lưng thẩm lạc, hư ảnh một đầu kim tượng cùng một đầu kim long hiện ra, theo hắn đánh đến nữ tử kia. Người sau thấy như vậy một tay chấp sau lưng, chỉ thoáng lùi lại một bước, tiếp theo bấm tay thành trảo hướng về thẩm lạc đánh tới một trảo. Trong hư không, một cổ khí lưu khá không. Trong hư không, một cổ khí lưu phá không vang lên. Vậy mà giống như tiếng rồng ngâm vang dội. Một cây vút rồng to lớn màu đen trống rỗng hiện ra, và chạm cùng với năm đấm của thẩm lạc. Một tiếng vang thật lớn. Một cổ khí lãng cường đại không gì sánh được. Từ chỗ quyền trảo hai người va chạm truyền ra, trùng kích, quét sạch bốn phương tám hướng. Bốn phi vách núi đồng thời chấn động đến nước toát. Hiện ra vô số kẻ nứt như mạng nhện. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại không gì sánh được bay thẳng đến. Không dặn co lâu, liền đem kim long kim tượng đằng sau hắn đồng thời xé nát, kéo theo toàn bộ thân hình hắn, cũng bị một trảo đánh bay ra ngoài. Cùng là thai ất, thực lực nàng ta thật là kinh người, so với hắc cốt đại vương kia thì mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Lạc trong lòng sợ hãi tháng phục, người lại mượn lực lượng kia như một cây lao hướng về vết rạn trên vách đá đập đến. Cùng lúc này, hắn lần nữa thôi động khăn gấm màu vàng, dự định trong nháy mắt mượn thổ độn thuật thoát đi. Nhưng mà thanh linh huyện nữ từ hồ xem thấu ý nghĩ của hắn. Không đợi thẩm lạc chạm đến vách đá, một vút rồng màu đen to lớn co rút tóm lấy hắn siết trong tay. Kết một thanh âm vàng, bàn tay thanh linh huyện nữ bỗng nhiên nắm chặt, vút rồng màu đen chụp lấy thẩm lạc, cũng đồng thời nắm chặt, thề phải đem thẩm lạc bóp thành phấn vụn thế nhưng rất nhanh ánh mắt thanh linh huyền nữ bỗng nhiên biến đổi có vẻ hơi kinh ngạc bàn tay nó siết lại ý đồ nắm càng chặt một chút kết quả là phát hiện ra lòng bàn tay bị một cỗ lực lượng vô hình chống đỡ căn bản không cách nào nắm chặt nàng ta nhìn về phía trước chỉ thấy giữa vuốt rồng màu đen khảm một viên cầu màu vàng to lớn mặt cha nàng dùng lực ra sao đều không thể nào cào nát thẩm lạc thì khoanh tay đứng giữ trung tâm của viên cầu mặt đầy vẻ thư giãn thích thú. Món pháp bảo này hẳn là... Đôi mắt của thanh linh huyền nữ ngưng trọng, trong mắt nổi lên vẻ do dự. Sau một phen suy tính, nàng đưa tay thu hồi vuốt rồng, ngón tay phải cùng ngón trỏ chà sát, búng tay một cái. Trên đầu ngón tay chợt dâng lên một ngọn lửa màu đen. Thử một chút cái này đi. Thanh linh huyền nữ khẽ quát, tiền tay vùng lên phía trước. Trong nháy mắt, một lùng hỏa diễm bay khỏi ngón tay nàng. Đằng một chút, hóa thành một mảnh hắc diễm nồng đậm, cuồn cuộn tiến lên. Trong nháy mắt, liền đem quả cầu ánh sáng màu vàng che lấp. Nhưng mà mặc kệ ngọn lửa màu đen đốt ra sao, quả cầu ánh sáng màu vàng không nhúc nhích, không có chút nào dấu tích bị vỡ vụn. Quả cầu ánh sáng vàng chính là thẩm lạc dựa theo bi pháp thụ giáo từ nguyên đạo nhân, thôi động khăn gấm màu vàng ngừng tụ ra. Chỉ biết là một môn thần thông phòng ngự nhưng không biết uy năng đến tục cùng ra sao. Vì mắt một lần thử nghiệm này, thẩm lạc mới hiểu, vật này có thể là bảo vật cấp bậc không thua lục trần tiên. Tại một số phương diện, thậm chí còn có khả năng hơn lục trần tiên. Đạo hữu, nghĩ không ra, người vậy mà còn có món bảo vật này. Xem ra cũng rất may mắn có một phen kỳ ngộ rồi. Lấy ngọn lửa màu đen vây khốn thẩm lạc xong, thanh linh huyện nữ vậy mà không nóng lòng tấn công, ngược lại mở miệng trêu chọc. Chẳng biết tại sao, thẩm lạc nghe nàng nói như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Nhìn nàng một lúc, không hiểu sao cảm thấy có một tia cảm giác quen thuộc. Hắn cẩn thận nhớ một phen, trong trí nhớ không nhớ gì về thanh linh huyền nữ, cũng không tìm ra một người nào tương tự. Bảo vật này bất quá là ta ven đường tiện tay nhặt được, còn không biết nó có chỗ đặc biệt gì. Còn mong đào hữu giải đáp một hai. Thẩm Lạc cười hỏi. Thanh liên huyền nữ đối với lời của Thẩm Lạc đương nhiên không tin, liền lắc đầu không nói. Đúng lúc Thẩm Lạc suy tư xem nữ nhân này tính toán điều gì. Trên mặt hắn thần sắc đột nhiên biến đổi, một tay bỗng nhiên bưng kín vị trí đang điền. Rốt cuộc cũng phát giác ra. Vừa rồi lúc nhìn thấy ngươi, liền ẩn ẩn cảm giác trong người ngươi, từ hồ có ma khí còn sót lại. Nhìn giống như từ trên thân hồng hài nhi chuyển qua, mà diễm này không làm bỏng ngươi chỉ là muốn dẫn động ma khí trong người ngươi thôi thanh linh huyền nữ cười lạnh nói chương 779 trăm bảy triền đấu người nửa ngày không có tấn công chính là vì chờ điều này ư thẩm lạc có chút kỳ quái hỏi đại địa bích chướng này của ngươi ta từ bên ngoài không đánh tan được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bên trong đột phá mà thôi thanh linh huyền nữ cười đáp thẩm lạc thần tình trên mặt càng trở nên khó coi dị dạng dưới phần bụng cảm giác ngày càng mãnh liệt rốt cuộc hắn không nhìn được ngã chỏng vó úp đầu xuống ngay sau đó quả cầu ánh sáng màu vàng bao phủ ngoài thân cũng dần dần tiêu tan trong nháy mắt khi quả cầu ánh sáng màu vàng hiện ra vết nứt tất cả hắc diễm lập tức như vật sống tuôn trào rơi vào trên thân của thẩm lạc trong miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết giải dụa đứng lên hướng một mặt khác của vách đá vọt đến. Thanh linh huyện nữ thấy như vậy, cũng chỉ đưa tay vùng. Một tia ô quang từ bên trên chém thẳng xuống, trong nháy mắt đem vách tường đỉnh thạch thất và cả thẩm lạc cùng chém thành hai. Trên thân thẩm lạc lập tức hiện ra một đạo tơ máu. Thân thể còn chưa có phân liệt, liền bị đá vụn bên trên dán xuống che mất đi, vết máu bay tứ tung. Thanh linh huyện nữ sau khi chém ra một kích, cũng không dừng, trình thần ô quan loé liền biến mất khỏi chỗ cũ sau khi nàng đi tàn thi của thẩm lạc trong loạn thạch đột nhiên biến mất hóa thành hai đoạn bạch chỉ nhân ngẫu bị thiêu đốt trong tinh hỏa hóa thành tro tàn cùng lúc này trong vùng núi rừng bên ngoài mấy chục dặm một bóng người lặng yên hiện ra chính là thẩm lạc đã chạy thoát à, thật là nguy hiểm còn may có hoa đạo nhân tặng cho bạch chỉ nhân thế kiếp không phải vậy lần này đúng là chưa hẳn thoát được. Thẩm lạc nhìn một chút sau lưng, trong lòng còn sợ hãi tự lẩm nhẩm. Vừa rồi trong lòng núi, nữ tử ma tộc tự xưng là thanh linh huyền nữ, đánh ra mài diễm màu đen, hoàn toàn chính xác cùng những luồng khí xoáy xám trắng, phong tồn trong thân thể của thẩm lạc, sinh ra một chút liên hệ. Nhưng không thật sự kích phát ra ma khí phản vệ, hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền làm dáng một chút thôi. Bớt quá, một trạm cuối của nữ tử kia thật sự sắc bén. Nếu không phải thẩm lạc không chút do dự, trực tiếp dùng bạch chỉ nhân ngăn cản chiêu trí mạng này, sợ rằng đã bị trọng thương. Nơi này không nên ở lâu. Hay là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Thẩm lạc hai tay mở, trên hai cánh tay kim ngân quang mang bỗng nhiên sáng. Thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm bộ lập tức muốn trốn đi thật xa. Nhưng đúng lúc này, một bóng người màu đen vô cùng chuẩn xác xuất hiện trên quỷ tích của hắn bay lượn. Một chưởng đè xuống, trong hư không liền có một vuốt rồng màu đen to lớn hướng đầu của thẩm lạc mà vỗ. Trên vuốt rồng màu đen, phát ra đào đào u quang, xe rách khiến hư không bốn phí trở nên vằn vẹo biến hình. Thẩm lạc nếu có như cũ cưỡng ép sử dụng chân sĩ thiên lý độn thuật, nhất định sẽ bị nguồn lực lượng này kéo lấy, rơi vào trong hắc long cự trảo. À, hay thật đúng là âm hồn bất tán, thẩm lạc không thể không ngừng động thuật thân hình dừng giữa không trung cổ tay hắn lật chuyển trong lòng bàn tay hiện ra trấn hại tấn thiết côn mạnh mẽ luân chuyển đập tới vuốt rồng màu đen giữa không trung trong thể nội của thẩm lạc công pháp hoàng đình kinh toàn lực vận chuyển sau lưng hắn cường ảnh lục long lục tự màu vàng toàn bộ hiển hiện theo một côn đánh ra động lạc ép về hướng đối diện trong nhất thời trên bầu trời kim quang lan tràn thành âm rồng gầm vai rú không ngớt một cổ uy áp cường đại phát tán, cường ép khí lưu bốn phía, nhào nhào, ảo tây hướng nữ tử ma tộc. Trấn hải tân thiết côn trong hư không, nhanh chóng kéo dài, toàn thân kim quang rạng rỡ, đập ầm ầm vào vuốt rồng màu đen. Một tiếng nổ vang trời, một cổ khí lãng cường đại không gì sánh được, từ chỗ va chạm quét qua, khuấy động lên một vòng gió lốc, quét về khắp tám phương, đem toàn bộ cây rừng trong mảnh sơn lâm phương viên hơn 10 dặm, thổi cho nghi ngã bút rồng màu đen theo tiếng vỡ vụn hóa thành điểm điểm hồ quang tiêu tán chưa khôi phục bình tĩnh trong hư không thân ảnh thanh linh huyền nữ liền cực nhanh mà đến nhảy mắt áp sát thẩm lạc trong tay nó nắm một thanh trường kiếm đèn kịch uống lượng như rắn cực nhanh đâm tới ngực hắn thẩm lạc sớm đã có phòng bị trường côn trong tay vẫy một cái nhẹ nhàng đem trường kiếm ngăn cách lập tức liền muốn thị triển bát thiên loạn bổng phản kích Ai ngờ trong nháy mắt trường kiếm đen kịch bị ngăn cách, mũi kiếm lắc một cái xuống bên dưới, đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, trực tiếp huyện hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, phân biệt đâm tới rất nhiều yếu huyệt trên người hắn. Giờ phút này hắn muốn thôi động khăn gấm màu vàng, che chở quanh thân đã không kịp. Lập tức tâm niệm đột nhiên khẽ động, định hải châu phong tàn trong thức hải lập tức quan mang sáng rõ. Gần như đồng thời bên ngoài thân hắn từng tầng từng tầng từ thủy lam quang mang tuôn trào như sóng biển đầy trời phóng ra bốn phía trực tiếp đem tầng kiếm ảnh dày đặc cùng thân hình của nữ tử đẩy ra thổi lùi đến trăm trượng bên ngoài định hải châu người mà vương vậy mà đem bảo vật này cho ngươi thanh linh huyện nữ thấy như vậy trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn thẩm lạc không để ý đến tâm tư nghi hoặc của nữ tử thân hình lóe lên đúng là trực tiếp lấn người tiến lên Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay cực tốc vùng vẫy, thì triển ra bát thiên loạn bổng đánh về thanh linh huyền nữ. Trong hư không tiếng thét bạo vang, từng đạo dài đặc bổng ảnh bắt đầu hiện hiện xung quanh, vây xung quanh thanh linh huyền nữ. Ánh mắt của nàng ta có chút lóe, một tay bấm niệm pháp quyết đưa tay ném xuống dưới. Xà kiếm màu đen trong tay lập tức ô quan đại tác bắn ra, giữ không trung hóa thành mấy trăm đầu trường xà màu đen, mỗi đầu nhắm một cây bổng ảnh xông đến tới gần một chút, đầy trời bóng ảnh liền cùng trường xà màu đen giảo sát cùng nhau. Không đợi quân thế tích xúc đủ, liền liên tiếp xáo trộn. Thẩm lạc thấy quân pháp không cách nào xúc thế, liền không tiếp tục vũ động, mà thân hình lóe lên, trực tiếp lao tới phía thanh linh huyện nữ. Nữ tử thấy như vậy, trong lòng bàn tay nhiều thêm ra một cây xà màu màu đen, cùng thẩm lạc chém giết. Hai người, một kẻ dùng côn, một kẻ dùng màu, tốc độ đều cực nhanh, trong hư không vạch ra từng đạo tàn ảnh mà làm cho thẩm lạc cảm thấy kinh ngạc chính là nàng này dùng sức cũng vô cùng lớn hắn toàn lực thôi động hoàng đình kinh vậy mà cũng vô pháp áp chế được nàng ta cứ như vậy sau khi thi triển mười mấy hiệp thành linh huyền nữ đột nhiên một thương bất lui thẩm lạc trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai hư không sau người nó tần tần gần sóng không gian khuấy động trống rỗng hiện ra một đầu cự long đen diện một dữ tợn hai mắt trợn trần, râu rồng bay múa. Hả miệng hương phí thẩm lạc đột nhiên phun, cuộn cuộn ma diễm màu đen liền tuôn ra bao phủ hắn. Thẩm lạc tránh cũng không thể tránh, tâm niệm mạnh mẽ thôi động. Trước người liền có một vệt kim quang hiện ra. Thiền sách giấu tại thể nội bỗng nhiên lóe lên hiện ra. Từ đó tuôn ra kim quang sáng lạn ngời ngời, đem cuộn cuộn ma diễm thu nạp. Bớt quá mấy tức công phu, tất cả ma diễm liền bị thiên sách thu nạp sạch. Không đợi thẩm lạc thở một hơi, bên trên đỉnh đầu hắn liền bỗng nhiên có một đạo thanh quang rơi xuống hóa thành một khối bệ đá phương viên hơn một trượng trong nháy mắt đánh đến thẩm lạc thẩm lạc ngửa đầu nhìn chỉ thấy một cổ huyết tinh vô cùng mãnh liệt đập vào mặt trong tay trường côn vẫy một cái làm bộ muốn đem nó đánh đổ nhào trên bệ đá bỗng nhiên truyền đến trận trận mơ hồ tiếng vàng tự như từng tiếng không cam lòng gào thét một trận ma âm trong nháy mắt rót vào trong đầu của thẩm lạc Kết thúc tập 158 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.